tuyển U23 Việt Nam đủ tầm để vô địch khu vực bằng vũ khí bóng bổng. Khi đang sở hữu nhiều cầu thủ cao to như Tây, đội tuyển U23 Việt Nam có thể mài dũa thứ vũ khí lợi hại để đánh sập các đối thủ bằng cách chơi bóng bổng nhiều hơn. Trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định sẽ xây dựng lối chơi cho đội tuyển U23 Việt Nam theo phong cách của huấn luyện viên Philip Trucci. Điều đó có nghĩa, chiến lược gia quê Khánh Hòa sẽ cho các học trò chơi kiểm soát, ưu tiên sử dụng các đường chuyền ngắn để triển khai tấn công. Tuy nhiên, trong một số thời điểm, với một đối thủ cụ thể, đội U23 Việt Nam có thể chơi bóng dài hoặc tạt cánh đánh đầu. Bởi lẽ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều nhân sự phù hợp với chiến thuật này. Trên hàng công, đội U23 Việt Nam có trung phong cắm cao to là Vũ Minh Hiếu đang chơi cho câu lạc bộ Cheol An, Hàn Quốc. Anh sở hữu chiều cao 1m81, giỏi không chiến và các kỹ năng dứt điểm khác cũng rất tốt. Ngoài ra, Nguyễn Văn Trường, người cao 1m80 cũng có thể được xếp đá tiền đạo cắm. Ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng đã đảm nhận nhiệm vụ này và làm khá tốt. Huấn luyện viên Trucci cũng muốn quy hoạch xuất tiền đạo cắm cho Văn Trường tại SEA Games 32. Ở hai biên, đội U23 Việt Nam cũng có những chân truyền chất lượng. Đó là Nguyễn Hồng Phúc, Khuất Văn Khang, Lê Đình Long Vũ, Võ Minh Trọng có thể đem đến những quả tạt chất lượng vào khu vực cấm địa. Ngoài ra, trong những tình huống đá phạt cố định, các trung vệ của đội U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Trong đó cầu thủ có chiều cao ấn tượng như Nguyễn Văn Triệu của Hoàng Anh Gia Lai, 1m88. Các nhân tố còn lại là Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Ngọc Thắng cũng khá ổn. Chiều cao của họ lần lượt là 1m76, 1m76 và 1m78. Trần Nam Hải, một tiền vệ phòng ngự có thể chơi trung vệ, cũng cao 1m8. Người hâm mộ đội U23 Việt Nam cũng sẽ yên tâm hơn khi nhìn vào chiều cao của các thủ môn. Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên lần lượt cao 1m83, 1m83, 1m8 và 1m9. Điều đáng nói, đội hình lần này của đội tuyển U23 Việt Nam có thành phần chủ yếu là lứa U20, trong đó rất nhiều cầu thủ lứa U17. Họ còn rất trẻ và vẫn có thể tiếp tục cải thiện được chiều cao trong các năm tới, nếu được chăm sóc dinh dưỡng đúng cách. Vì thế, ngoài việc mang lại những phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển U23 Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2023, các cầu thủ trẻ U17 và U19 tuổi còn đem tới tín hiệu tích cực cho tương lai của đội tuyển Việt Nam sau này, với giấc mơ World Cup. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.